Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong căn nhà ở phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Theo xác minh ban đầu, khuya ngày 29 tháng 10, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn nhà ở khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội. Thời điểm này căn nhà nói trên khóa cửa trước, và có buộc dây ở bên trong, cửa sau khóa chốt trong. Xác minh bước đầu hai thi thể là anh NHC 21 tuổi và chị LTNH, 23 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể ban đầu cho thấy thời gian tử vong của hai nạn nhân cho đến khi được phát hiện khoảng hơn 48 giờ đồng hồ. Trên người chị H có nhiều vết thương, trong đó có vết thương gây thủng tim, mất màu cấp đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Còn trên thi thể anh C có vết thương ở vùng giữa trán, đáy vết thương có mảnh kim loại, nghi là đầu đạn, gây chấn thương sọ não. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một con dao, hay vật hình trụ, nghi là súng, dạng bút. Qua xác minh ban đầu, C sử dụng và mua bán ma túy, cường có tiền án trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, đã chấp hành án sau ngày 25 tháng 6 vừa qua. Cường và Hát có quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình bạn gái đồng ý. Nhận định ban đầu nhiều khả năng, Cường giết bạn gái rồi tự vẫn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án giết người, gây dối trật tự công cộng để điều tra vụ nổ súng tại cổng bến xe Vĩnh Niệm xảy ra ngày 17 tháng 10. Cùng với đó, Công an huyện Lê Trân quyết định khởi tố bị can Bắt tạm giam Bùi Đức Bình, sinh năm 1973 ở quận Lê Chân, còn gọi là Bình Đen, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xe khách Thanh Long, cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đoàn Xuân về tội giết người. Bảy lái xe, phụ lái, quản lý điều hành thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đoàn Xuân bị khởi tố về hai tội danh nêu trên, gồm Nguyễn Đình Vọng, sinh năm 1990, Nguyễn Hải Chiều, sinh năm 1974, Hà Mạnh Tráng sinh năm 1983, Đào Viết Tiếp, sinh năm 1992, Nguyễn Cao Cương, sinh năm 1989, Nguyễn Đức Hiền và Hoàng Viết Tiến. Theo cơ quan điều tra, Bình Đen và anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, có mối quan hệ quen biết với nhau và cùng kinh doanh lĩnh vực vận tải ô tô khách. Quá trình làm ăn đã phát sinh mâu thuẫn nên Bình Đen nhiều lần đe dọa trả thù Tuấn Anh. Thực hiện kế hoạch, tháng 7 năm 2024, Bình Đen chỉ đạo đàn em phân công người hàng ngày theo dõi, ghi lại lịch trình di chuyển, đặc điểm nhận dạng người và phương tiện của Tuấn Anh để chờ cơ hội trả thù. Tối 17 tháng 10, Bình cùng với nhóm đàn em là các bị can nêu trên đi trên ô tô Ford Transit bạc biển kiểm soát 15B 04680 mang theo hai khẩu súng dạng súng săn và hai con dao gấp đến bến xe Vĩnh Niệm. Trong đó, một nhóm đối tượng mặc quần áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, điều khiển xe máy vào bến xe, tìm để báo tin khi phát hiện đối thủ. Bình và những người còn lại chờ sẵn ở ngoài cổng bến xe. Khi nhận được thông tin đàn em báo, Bình đen cầm súng có lắp giảm thanh, đi bộ từ làn đường đối diện tới trước cổng bến. Chĩa thẳng bắn vào ô tô do anh Tuấn Anh điều khiển. Thấy vậy, nam tài xế đánh lái né tránh. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục chĩa súng về phía ô tô, bắn hai phát trong đó một phát xuyên thủng kính ghế phụ. Sau khi nổ súng, Bình đen lên xe rời khỏi hiện trường, chỉ đạo đàn em ném súng, dao xuống sông Lạch Chay, phi tang, rồi cả băng nhóm bỏ trốn. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an quận báo cáo công an thành phố, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, tiến hành xác minh, truy xét. Với quyết tâm cao nhất, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, cơ quan điều tra thu thập được đầy đủ tài liệu, ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bình Đen và các trường hợp có liên quan. Đến ngày 25 tháng 10, các lực lượng tham gia phá án đã tìm được toàn bộ số vũ khí gây án, bao gồm hai súng, hai dao. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tối ngày 28 tháng 10, tại tòa chung cư HH03C khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi thang máy của tòa nhà bất ngờ trượt tự do từ tầng 7 xuống giữa tầng 3 và 4, khiến hàng chục cư dân bên trong rơi vào cảnh hỗn loạn. Theo chị LH, một cư dân có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự cố, trong thang máy có khoảng 7 trẻ em và người lớn. Khi thang máy đang di chuyển lên tầng trên, bất ngờ tụt xuống giữa chừng và dừng lại, tạo ra cảnh tượng đáng sợ. Chị H chia sẻ, lúc đó mọi người đều hoảng loạn, Chúng tôi nhanh chóng bấm nút báo động, sau đó bảo vệ đã đến kịp thời để cậy cửa và giải cứu mọi người. Sau khi thoát ra ngoài, nhiều người không còn dám đi thang máy, lựa chọn đi bộ lên các tầng cao để tránh sự cố tương tự. Được biết, cư dân tại khu đô thị Thanh Hà đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng và đề cập vấn đề thang máy tại các cuộc họp, nhưng tình trạng bất cập vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vụ việc lần này đã nhanh chóng lan truyền trên các nhóm cộng đồng cư dân, gây lo ngại rộng rãi. Nhiều người từ các tòa khác trong khu đô thị cũng chia sẻ sự đồng cảm vì họ từng gặp các tình huống tương tự. Ngày 27 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá một căn cứ đánh bạc quy mô lớn. Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức. Thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lìm, sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Xung quanh nhà là hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh. Lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thành sắt. Tụ điểm này có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng. Với quyết tâm phá án, đấu tranh trấn áp tội phạm, hồi 17 giờ 30 ngày 27 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn, triển khai 4 tổ công tác đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ bạc. Bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa. Cụ thể 13 nam và 19 nữ trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng. 29 điện thoại di động các loại, hai xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Quá trình đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này do đối tượng Trừng Văn Thế, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc.